chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với góc nhỏ của Pami. Như là các bạn đã thấy dưới tiêu đề thì hôm nay chúng mình sẽ review một quyển sách mà các bạn BookTube Việt Nam đã quyết định là sẽ cùng nhau đọc trong cái tháng 7 này. Và vì mình cũng rất muốn được đọc quyển sách này, chính vì vậy nên mình đã mua nó trong cái haul lần trước mà mọi người đã xem ấy. Mình đã mua quyển sách này để đọc và mình muốn là có thể cùng được chia sẻ những cái cảm nhận của mình với những bạn BookTube Việt Nam, cũng như là để mọi người có thể biết thêm được về những cái suy nghĩ của mình sau khi mà đọc cuốn sách An Lạc Từng Bước Chân của Thầy Thích Nhất Hạnh. Để mà nói về chuyện đọc sách của Thầy Thích Nhất Hạnh thì mình nói thật là mình chưa từng nghĩ đến. Tại vì trước đây thì mình đã muốn đọc cái cuốn của tác giả Hemin. Chắc là mọi người cũng biết Bước Chậm Lại Giữa Thời Gian Vội Vã. Tuy nhiên thì đến bây giờ mình vẫn chưa đọc được. Mình cũng cảm thấy rằng là mình cũng đang thư thái trong cái tâm hồn mình rồi. Mình cảm thấy là mình chưa thật sự cần thiết với việc là đọc nó. Mình muốn để dành những cái quyển sách của các thầy cho những cái lúc mà mình cảm thấy mông lung trong cuộc sống, những lúc mình cảm thấy bế tắc, những lúc mà mình muốn tìm một thứ gì đó để cảm thấy an tâm, cảm thấy yên tâm, yên bình trong cái tâm hồn mình hơn. Lần đầu tiên mình đọc một cuốn sách của một nhà sư và mình rất là hào hứng vì nó là một cái gọi là trường phái mới, một cái thể loại mới mà mình chưa từng đọc bao giờ. Và mình đã mua cuốn An Lạc Từng Bước Chân này rồi. Và thực sự cảm ơn các bạn BookTube Việt Nam à, vì nói thật là nếu mà không có mọi người thì em mình chắc chắn là không bao giờ nghĩ đến chuyện là sẽ mua cuốn sách này và đọc nó. Và cũng thật bất ngờ là một quyển sách nó cũng mỏng thôi và chỉ có giá rất là rẻ, 30 mấy nghìn, và mọi người đều có thể tìm mua và đọc nó. Tác giả cũng có nói là cuốn sách An Lạc Từng Bước Chân có thể được xem như tiếng chuông nhắc nhở ta trở về tiếp xúc với những màu nhiệm của cuộc sống xung quanh ta. Thì khi mà mình nghe thấy cái điều này thì nói thật là nó rất giống những cái khái niệm, những cái ý niệm về hạnh phúc ở trong đầu mình mà mình vẫn luôn nghĩ từ trước đến giờ. Nên là mình đã đặt mua cuốn sách này dù nó không sale. Và khi mà mình đọc ngay từ những trang đầu thì mình thấy rằng là ủa, sao cái này tập thở ra hít vào giống thiền vậy. Thì mình cũng có nhớ mang máng ở đâu đó là mọi người có nói rằng tên của thầy là Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Thế nên là mình mới thấy kỳ lạ, bảo ủa sao lại là thiền sư. Vì mình nghĩ rằng mọi nhà sư thì đều phải thiền đúng không? Mọi nhà sư đều phải ăn chay rồi niệm Phật mà. Mà những cái lúc niệm đấy thì cũng là lúc mà thiền, những cái sự thiền trong tâm hồn của mình. Thì phải nói là nó là một thứ làm cho mình cảm thấy rằng thực ra trước đến giờ mình vẫn luôn làm điều đấy, nhưng mình không biết rằng đấy là thiền thôi. Cuốn sách có chia ra thành 3 phần. Phần đầu là phần hơi thở ý thức, hơi thở màu nhiệm, nói về vai trò cũng như là những cái cách mà bạn tập thở để có thể tìm về những cái thứ bên trong, tìm hiểu thật sâu và bên trong mình. Thì đến cái phần thứ hai là phần chuyển hóa và trị liệu. Thì khi mà bạn bình thường trong cái tâm trí bạn, bạn đã tập thở, tập thiền rồi, thì đến khi mà bạn giận dữ thì sao, thì bạn phải làm như thế nào, thì đấy là cách mà thiền sư để chuyển hóa những cơn giận dữ của mình. Và phần 3 là phần an lạc từng bước chân, tức là cái phần để các bạn khi mà nhìn thấy những cái sự vật, sự việc xung quanh mình thì mình cũng không cảm thấy quá là sợ hãi, quá là lo lắng, mà mình cảm thấy sự thư thái, sự an lạc ở trong cái tiềm thức của mình. Vì khi mà mình nhìn được cả vào cái chiều sâu bên trong những cái sự vật, sự việc đấy rồi thì mình hiểu mọi thứ rồi, mình sẽ không còn cảm thấy những cái điều đấy nó tác động đến mình, nó làm mình cảm thấy sợ hãi, mệt mỏi hay là như nào đó. Thì nếu mà mọi người có xem một cái video đầu tiên của mình nói về cuốn sách At Home with Madame Chick, đấy là mình đã tìm được rằng là thực ra mọi việc mình, dù là mình có mệt mỏi đến mức nào, khó chịu đến mức nào thì mình vẫn phải làm điều đó, đúng không? Thì đấy là những cái công việc ở nhà thôi. Tuy nhiên thì sau cái quyển An Lạc Từng Bước Chân này, mình học được thêm rằng là những cái việc nhỏ nhoi đấy mình cũng hoàn toàn có thể hít thở trước khi làm, để mình cảm thấy rằng là những cái công việc đấy cũng là những cái công việc mà giúp ích cho mình, giúp ích cho bản thân mình. Ở cái quyển At Home with Madame Chick ấy, thì các bạn có thể học được cái cách là tìm được cái niềm vui ở trong những công việc nhà hàng ngày. Thì ở trong cái cuốn sách An Lạc Từng Bước Chân này thì bạn học được một cách, đấy là tìm được sự thư thái khi mà bạn làm những cái việc đó bằng cách là thở. Thì hai cái cuốn sách này nó cùng nói về một vấn đề nhưng mà cái cách giải quyết nó khác nhau. Thì nếu mà các bạn mà còn trẻ, các bạn mà chưa thích
được cái sự an lạc, những cái sự thư thái trong tâm hồn bằng cái cách này, thì các bạn hoàn toàn có thể dùng những cái cách trong quyển At Home with Madame Chic, là những cái cách như kiểu nghe nhạc để cảm thấy vui vẻ hơn, thư thái hơn chẳng hạn. Thì cái quyển At Home with Madame Chic là một cái tư tưởng nó trẻ trung hơn, là cái sự an lạc. Khi mà bạn đọc xong cái phần 1 ý, thì bạn nhận ra rằng là lúc nào mình cũng có thể thở, lúc nào mình cũng có thể thiền được. Lúc nào mình có thể thở thì đương nhiên rồi, nhưng mà ý là mình tập thở đấy và mình chỉ chú trọng vào trong cái thở đấy thôi. Trước khi mình đọc cuốn sách này, mình có đi tập yoga và mình cũng đã được tập thiền, tập thở ở trong cái lớp học đó, và mình cũng đã được tìm những cái sự thư thái ở trong tâm hồn này rồi. Và khi mà mình đọc rồi, mình cảm thấy hơi giật mình là tác giả nói lại hay thế, nó áp dụng được vào với tất cả mọi người chứ không phải chỉ là những cái thiền sư, những cái nhà sư mà cần phải thiền. Dù là bạn có chuyện gì đi chăng nữa thì bạn vẫn có thể tập thở, tập thiền để cảm thấy bình tĩnh hơn, cảm thấy an tâm hơn, vững chãi trong tâm hồn mình hơn. Đó là một điều mà mình cảm thấy cái cuốn sách này đã làm được. Dù bạn không học yoga thì bạn hoàn toàn có thể tập thiền, tập thở như này, và mình thấy rất là hay. Và cũng phải nói là nhờ cái cuốn sách này thì mình mới quyết định đi tìm hiểu về tác giả, về thầy Thích Nhất Hạnh. Và mình cũng thấy nhiều khía cạnh cũng khá là hay ho. Hôm trước mình research, mình tìm kiếm về thầy Thích Nhất Hạnh thì mình có thấy là thầy còn làm thơ nữa, nên mình rất mong là mình có thể mua hoặc là tìm hiểu về những cái bài thơ mà thầy đã làm. Thì đó là tất cả về cái cuốn sách này. Bây giờ mình sẽ nói về điểm cộng và điểm trừ, cũng như là những bài học mà mình học được từ cuốn sách. Phần đầu tiên đấy là phần điểm cộng. Thì cái cuốn sách này như mình vừa nói đấy, thì tác giả đã, thầy Thích Nhất Hạnh đã nói về những cái tác dụng, những cái vai trò của việc thở, tập thở, cũng như là đưa những cái việc đó vào trong đời sống và tập chuyển hóa những cái cơn giận dữ của mình. Ở trong cuốn sách này, mình đã biết được rằng là mình có thể tập thở không phải chỉ khi đi học yoga, mà mình có thể biết được thêm rằng là mình hoàn toàn có thể thở ở khắp mọi nơi, mình có thể tập làm cái điều đó mọi ngày. Một cái điều nữa mà mình thấy rất là hay ở trong cuốn sách này là tác giả cũng đã có rất là nhiều những cái câu gọi là tâm đắc đối với mình. Ví dụ như cái câu là nếu mà bạn không thấy được hạnh phúc thì làm sao mà bạn cảm nhận được cái sự hạnh phúc này được. Giống như cái kiểu là bạn mà không biết được rằng là ngoài kia có những người còn đang chết đói thì làm sao mà bạn cảm thấy rằng là bạn ăn cái bát cơm và bạn cảm thấy là nó rất là ý nghĩa đối với mình được. Và một điều nữa mà thầy Thích Nhất Hạnh đã làm được trong cuốn sách này, đấy chính là bảo với mọi người là phải biết lắng nghe bên trong bản thân. Thầy Thích Nhất Hạnh bảo là giới trẻ bây giờ thì bị những cái bộ phim truyền hình nó ăn sâu vào trí não, và cảm thấy như rằng là ngoài kia chuyện câu chuyện nào cũng cảm thấy phải lên bổng xuống trầm, mọi thứ nó đều phải có những cái kinh khủng, những cái plot twist diễn ra ở bên trong nó, và mình đã bị thao túng quá là nhiều. Nhưng mà tác giả lúc đó thì cũng bảo là kiểu không nên xem quá nhiều tivi, nhưng sau đó cũng có quay trở lại nhìn một khía cạnh khác, đấy là cái sản phẩm truyền thông đấy cũng muốn đưa đến các bạn rất là nhiều thứ đẹp đẽ, vì vậy nên các bạn cần phải chọn lọc để đọc nó, để xem nó. Và mình thấy đấy là điều rất là hay, vì thầy Thích Nhất Hạnh đã nhìn và viết nhiều khía cạnh khác nhau. Và nói thật là có một phần nữa mình cũng thấy rất là hay, đấy là cái phần mà nói về những cái chỗ khác khi mà thiền, và ngồi thiền thì không được nhúc nhích. Nhưng mà thầy có bảo là khi mà mình tìm được cái sự an lạc trong tâm hồn để mình thiền, tức là mình phải cảm thấy thoải mái nhất, thì khi mà mình ngồi thiền mà mình không nhúc nhích, thì dụ như chân mình có tê thì mình chính là một dấu hiệu cảnh báo mình và cơ thể mình đang muốn nói với mình điều gì đó. Và nếu mà mình không lắng nghe nó thì tức là mình vẫn chưa hiểu bản thân mình, và cái điều thiền đấy thì nó cũng cảm thấy không có giá trị nữa. Và mình thấy cái việc là nhìn từ nhiều phía, nhiều cái cạnh như thế, mình cảm thấy rất là hay, và mình rất là không phục thầy Thích Nhất Hạnh vì đã nhìn được ra những cái điều đấy. Tuy nhiên thì rất là đáng tiếc một chút xíu thôi, đấy là lý do mà mình không cho cái cuốn sách này được 5 sao với bản thân mình thôi. Đấy là cái phần thầy nói về những cái gọi là những cái từ ngữ chuyên ngành đi, đối với chúng mình thì gọi là từ ngữ chuyên ngành đi, những cái từ như kiểu là tập chánh niệm. Nói thật là trong cái cuốn sách này thầy cũng có giải thích những khi mà nhắc đến những cái từ đấy, đấy là một điều tuyệt vời.
là thầy đã giải thích nó, mình không cần phải đi Google nó. Tuy nhiên thì các bạn biết đấy, những cái thứ về thiền hay là Phật giáo là những thứ nó rất là vô hình, nó rất là duy tâm, nó rất là khó hiểu đối với mình. Nó không phải là một cái hình hài gì cụ thể cả, và mình khó có thể giải thích được với mọi người dù là mình đã đọc cái định nghĩa đó rồi. Thế nên là mình cảm thấy rất là tiếc là mình không đọc và hiểu cái phần đấy cho lắm. Thế nên là mình nghĩ rằng là cái quyển sách này cũng khá là kén người đọc. Những cái bạn nào mà còn trẻ như mình hoặc là trẻ hơn mình thì đọc quyển sách này có thể là chưa hiểu được hết mọi thứ đâu, chưa cảm thấy thư thái thật đâu. Vì nói thật là mình đã đọc cuốn Madame Chick rồi và mình học được vài điều trong đó ấy, thì mình nhận ra rằng là cái điều thiền này có rất nhiều cách để thiền, chứ không phải là chỉ tập thở. Mình chú tâm vào một cái điều gì đấy và mình quên những cái việc khác đi, tìm đến với chính bản thân mình. Mình làm những cái gọi là sở thích của mình ý, và mình tìm hiểu những thứ thật sâu bên trong mình thì cũng được coi là thiền rồi. Và không nhất thiết là phải tập thở, vì mình cảm thấy là tập thở thì nó phù hợp với những cái người mà đã lớn tuổi, những cái người mà đã đi làm và họ trải qua nhiều những cái thăng trầm cuộc sống rồi, thì khi mà họ tập thở họ hiểu được nhiều thứ hơn. Còn với những cái bạn trẻ thì các bạn ấy sẽ phải có những cách khác. Ví dụ như là khi làm việc nhà thì các bạn không phải là chỉ thở để cảm thấy rằng là mình biết ơn cái việc mà mình đang làm, mà các bạn có thể có những cái cách khác để làm cảm thấy thư thái trong tâm hồn mình hơn. Đấy cũng là những cách để chuyển hóa những cái cơn giận của mình, và nó phù hợp với những cái bạn trẻ hơn là cái cách thở này. Đấy là một điều rất là nhỏ nhỏ thôi. Thì vấn đề là cái quyển sách này nói về việc tập thở, nên mình không thể nào nói rằng là thầy phải nói những cái cách khác nữa. Nhưng mình chỉ tiếc mỗi một chỗ, đấy là những cái từ ngữ nó hơi bị chuyên ngành quá, và cái sức giải thích nó chưa làm mình cảm thấy thỏa mãn thôi. Đấy là cái điều duy nhất mà mình tiếc. Mọi người cũng nên đọc nó để biết một cái cách để có thể chuyển hóa cơn giận, cũng như là những cái cách để tập thiền, tập thở. Vì mình đã tập thở rồi trong khi tập yoga rồi, nên mình cảm thấy rằng cái điều đấy là những điều mà nó rất là hay. Bớt giận hơn, mình cảm thấy vui vẻ hơn trong cuộc sống. Và chính mình là người đã trải nghiệm cái điều đấy rồi, nên mình cũng rất mong là mọi người cũng biết được về những cái điều đó. Và mọi người hãy đọc quyển An Lạc Từng Bước Chân đi nhé, nếu mà mọi người chưa đọc. Rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe cũng như là xem mình review cái để tận bây giờ. Chúc mọi người sẽ có một cuối tuần thật là vui vẻ, một buổi tối thật là vui vẻ, và một cuộc đời phía trước thật là vui vẻ và hạnh phúc. Và hãy đọc quyển này đi để cảm thấy hạnh phúc hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào 20 giờ tối thứ 6 tuần sau. Vì các bạn biết tuần sau sẽ là video gì không? Chính là wrap up của tháng 7. Và chúng mình sẽ cùng gặp lại nhau vào thứ 6 tuần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.